cái lão hữu tải đúng là quái ác nhá. Ừ. Bắt nhân viên đi đúng giờ trong khi chính mình thì lại đi muộn giờ. Không, người ta là sếp muốn nói gì không được ha. Hận là hận cho ba mẹ ông ấy. Sao? Đặt một cái tên mà không dính dáng đến con người, hữu tải, trong khi đó thì mình lại bất tài, vô dụng, hống hách. Rồi. Rồi. Ê, lại hỏng rồi. Ôi, này, đây. Sao? Quên à. Cái máy này hỏng là bị điên đấy, dứt cái. Ừ, dứt. Ôi, xếp. Cái này bị hư rồi. Ừ. Hơn nữa hả? Dạ, dạ, dạ. Trời, sao kỳ cục vậy? Đã quên, cậu là công đoàn, sao cậu sửa cái máy mà để cái máy hư hoại như thế này? Để tôi coi, tôi coi. Ê, sếp sao rồi? Sếp bị điếc rồi, bị giật điếc luôn. Này, ông ấy có giật vào tai đâu mà điếc. Anh chả biết gì, bác sĩ bảo thế. Bác sĩ bảo là bị chấn động, bị sốc, nên là bị điếc một tuần. Ấy, có nghĩa là trong một tuần ông ấy sẽ không còn nghe được cái gì hết. Mình tha hồ nói xấu ông ấy. Ai nói anh vậy à? Sếp vẫn có thể nghe được nếu như anh hét thật to lên. Này, cậu thật thà quá, mình nói nhỏ lại là được rồi. À, cô không? Dạ. Cô cũng nộp tài liệu qua cho Di Hoàng hả? Dạ vâng, em nộp đây ạ. Ôi, nhìn mặt sếp bất ớn nha. Này mọi người ơi, trông mặt cái lão này hôm nay trông như thằng dở hơi. Trông như cái mẹp ấy. Đúng đây, đúng đây, đúng đây. Dạ vâng ạ. Nhìn giống y là có cá chê. Cá chê đâu có chê. Em thấy sếp vẫn đẹp trai chứ. Ôi giời ơi. Ôi. Anh mắt anh điểm sao? Ừ. Sếp à. Ôi giời, chỉ giỏi cắt măng á. Các cô, các cậu, các bạn bạn thì phải vô văn phòng đàng hoàng. Dạ. Cho các bạn ngoài này như vậy là thiếu văn minh lắm phải không? Dạ. Còn đàng hoàng nè, một lát báo cáo tài chính cho tôi nha. Dạ. Thế tạm rửa về nhé. Chào nhá. Ôi, tài khùng, tài khùng. Này. Báo cáo tài chính tôi mới nộp hôm qua rồi, giờ bắt nộp nữa là sao? Đấy. Ủa, làm gì cái sếp chán thì chứ. Lên đăng quen mà còn phải ghét sếp rồi đấy. Bây giờ cậu cứ chửi thoải mái đi, lão ấy bị điếc một tuần cơ mà. Qua tôi thấy Đạo đứng nói chuyện với khách hàng trong mặt như con cá đông lạnh ấy, đần dã man. Ừ, này tôi kể chuyện này còn buồn cười hơn nữa này. Ông Tài đấy, ổng kêu tôi vào phòng ổng để báo cáo lại tình hình công đoàn năm nay. Tôi đứng tôi hát nguyên một bài hát cầu vòng khuyến. Này, không buồn cười à? Buồn cười mà đâu có dám cười. Này mà công nhận ông này ngu thiệt nhá. Điếc thì cứ đưa cho mọi người biết mình điếc đi, không cứ làm như là mình nghe được. Đây, chỉ còn có ngày hôm nay đó thôi, ngày mai là sếp nghe được rồi. Muốn nói gì nói hết đi. Em là em Hương á, lão tài già đấy á, phải điếc thêm vài năm nữa. Một tuần lên nói xấu chưa xưa. Chào tài khùng. Tao cùng tìm gì đây? Hên quá có rồi. Cái máy ghi âm này tốt thiệt chứ. Một tuần lễ rồi á mà dung lượng pin vẫn còn 1/3. Ngày mai này mình hết điếc nè, mình nghe nhiều chuyện trong này chắc thú vị lắm. Các bạn trẻ đừng làm tôi thất vọng nha. Này, đợt này sếp đi công tác hơi lâu đấy nhỉ? Ừ, không còn ai lải nhải hết câu. Các bạn làm tôi thất vọng quá. Mà mình là nhân viên còn thấy nhớ sếp như vậy, thử hỏi vợ sếp thì như thế nào? Ừ. Nhớ ạ? Ừ. Các anh thật là những người đàn ông đa cảm. Chứ sao? Tôi chả thấy gì cả. Ừ. Mà anh Huỳnh này, nè, anh đã mắc một sai lầm rất lớn khi anh cho rằng với đàn bà, đàn ông là tất cả. Ừ. Này, không phải là chúng tôi cho rằng. Đúng, đúng. Mà tất cả phụ nữ trên trái đất này đang ngày đêm chứng minh rằng đó là một chân lý. Này, anh Đức Hạnh thật là ngớ ngẩn và vô lý hết sức. Này, nhìn chị xem nhá, Lê Thị Mai, năm nay 30 tuổi, tình trạng hôn nhân độc thân, yêu màu tím, ghét sự giả dối. Làn da thì mịn màng, căng mịn, chưa một nếp nhăn. Má, mặt lúc nào cũng tươi rói rói, tràn trề sức sống đấy chứ. Nhưng mà anh ấy nói, những người phụ nữ độc thân luôn bất mãn trong cuộc sống. Rồi ghen tị, những người phụ nữ luôn tràn ngập trong tình yêu. Giống như là bà cô khó tính vậy đó. Vâng. Này, bất mãn à? Có anh ta bất mãn thì có. Đúng. Còn ghen tị thì lại càng không hề. Này nhá, thay vì cuối tuần phải dậy sớm để sửa sang trang điểm rồi lẳng nhẵng đi theo một anh chàng nào đó đến những nơi ồn ào và phiền phức, thì mình có thể ngủ nướng này, rồi có thể thưởng cho mình một ly cà phê ngon tuyệt. Và nhất là mình có thể mặc bất cứ thứ gì mình thích mà không cần phải quan tâm xem có ai nói mình lẳng lơ không. Đúng đấy, em có thể liếc mắt nhìn bất cứ một anh chàng nào đi trên phố mà không sợ ai nhìn thấy, và sẽ đáp lại những ánh mắt ngưỡng mộ đó với một khẩu hiệu, đó là em độc thân và em xinh đẹp. Hỏng rồi. Chán đấy. Nếu mà có anh lập trình ở đây
chắc chắn sẽ giúp cho chúng ta có cà phê để uống. Đúng là thiếu đàn ông cũng khá chịu thật đấy chị nhỉ. Duy Hoàn và Trần Huỳnh thì đi tham gia hội chợ triển lãm gì đó ở Cần Thơ, còn Đức Hạnh thì đi lo vụ đấu thầu cho công ty. Lập Trình thì xin nghỉ vì mèo ốm. Nè mấy chị nè, nói gì thì nói nha, anh Duy Hoàn đó cũng hay có tính tán tỉnh lung tung, nhưng mà thỉnh thoảng nghe thấy cũng thích. Cô chị ơi, sao hôm nay em cảm thấy trống trải thế nhở? Mọi khi có mấy ông ấy tán gẫu cũng vui, thế mà hôm nay lại đi hết cả, quay ra quay vào toàn đàn bà với cả phụ nữ thôi. Dồi ôi, lại còn cái ống nước ở trong toilet nữa chứ, nó cứ nhỏ giọt đi. Nếu mà có anh Huỳnh ở đây thì mọi việc đã ổn rồi. Đúng rồi đấy, em phải báo người sửa mấy cái vòi nước đi, cứ vặn một cái nó bắn lên mặt không thì chịu được. Em gọi rồi đấy chứ, nhưng mà đáng hiểu sao. Chào các cô, các cô để tôi làm việc luôn nhé. Không không, để em mời em một ly cà phê đã. Đúng rồi. Anh nè, hay là để tụi em chào chống phụ anh. Không cần đâu các cô ạ, đó là công việc của tôi mà. Anh không việc gì phải ngại, anh có gì cứ nói với chúng tôi, chúng tôi sẽ phục vụ anh tận tình chu đáo. Phục vụ tận tình, phục vụ chu đáo. Hình như các cô có vấn đề gì à? Không không ạ. Các cô có vẻ hơi bị coi thường tôi đấy. Tôi là thợ sửa ống nước chứ không phải kẻ chuyên đi phục vụ ở những công ty thiếu đàn ông đâu. Các cô đi mà tự sửa ống nước của mình. Dạo này công ty mình có nhiều trục trặc quá, các cậu ý kiến gì hay cải thiện được không? Em nghĩ tất cả là do tinh thần làm việc của mọi người trong công ty thôi. Thiếu tin tưởng vào nhau dẫn đến là công việc không thể trôi chảy được. Cái chúng ta cần bây giờ là một tinh thần đoàn kết giữa các thành viên. Em nghĩ mình nên cho anh em đi picnic, như vậy anh em xích lại gần nhau hơn. Tốt lắm, nhưng mà dạo này công ty... Anh đừng lo. Em tính toán việc này cho, làm sao để công ty ta không tốn một xu mà tinh thần vẫn lên cao vòi vọi. Tự nhiên ông vẽ ra cái trò ấy làm cái gì? Có phải bây giờ tôi được đi dã ngoại rồi không? Đây đây, đúng ra giờ này mình đã ở ngoài bãi biển để nhìn các cô bé mặc đồ tắm. Như vậy thì tinh thần hợp tác có phải tốt hơn không? Đúng là ngơ ngẩn. Ngơ ngẩn. Ngơ ngẩn là ngơ ngẩn thế nào? Các ông không hiểu thế nào là giá trị của team building nhỉ? Nó sẽ giúp ta gây dựng nên một cái gọi là mối quan hệ gắn bó giữa người và người ở trong công ty. Này, tôi nói cho ông biết nhé. Nếu ông muốn tinh thần đoàn kết thì tôi có thể dạy cho cô bé Bảo Trinh học bơi. Bơi hả? Có phao. Dễ mà được dạy nàng bơi lắm đấy. Thì sao? Các ông không nghĩ ra một cái trò gì nó hay ho hơn à? Ví dụ như là để nàng tự ngã vào vòng tay của ta. Đó là giấc mơ hàng đêm của tôi đấy ông ạ. Bây giờ chúng ta tiến hành tập thử nhá. Việc đầu tiên là phân cặp. Tôi với lại Bảo Trinh một cặp. Cái gì? Tại sao phải bắt cặp với anh? Em thích bắt cặp với chị Mai hơn. Không, em từ nói... đó giờ em với chị Mai đã thân thiết với nhau rồi. Cái quan trọng là em phải tìm hiểu và tin tưởng một anh như thế nào, hiểu đúng không? Đúng rồi. Bây giờ mà chúng ta chỉ tập với những người thân thiết thôi thì còn gọi gì là thay đổi mối quan hệ giữa người và người trong công ty. Tôi, Mimi, anh sẽ bắt cặp với em. Hay lừa quýt anh lắm đấy nhá. Nào, mình phải hợp tác với nhau. Nào, đặt tay lên bàn. Cong mông ra. Ngoái vào. Đây là bọc đang làm giảm mỡ bụng. Cái này được đấy. Ngoài đây. Bảo xin bảo đi. Làm đi, làm đi. Nào, tất cả tập trung cao độ. Chuẩn bị tư thế vũ đạo. Nữ khoanh tay, nam xòe tay. Khi tôi đếm đến ba, Bảo Trinh và Mimi ngả người ra phía sau. Trần Huỳnh và Duy Hàn sẽ đỡ hai người. Rõ chưa? Sao em lại ngã vào người anh Hoàn không được nhau như thế, ngượng lắm. Ngượng vẩn, ngượng cái gì mà ngượng. Này, không phải trò đùa đâu nhá. Đây là một hoạt động tập thể rất là có ý nghĩa. Đúng rồi, đúng rồi. Gì nữa, em buồn cười thật đấy. Ngã vào người anh, chứ không phải ngã vào bờ bụi đâu mà em lo. Nhưng mà... Không nhưng mà gì hết. Này, nghe anh nói đây này. Đây là một trò chơi nằm trong chương trình team building của công ty, nhằm cải thiện mối quan hệ giữa người và người. Nếu em không tham gia, có nghĩa là em không hòa mình với tập thể. Đây, đấy là tín hiệu không tích cực đâu nhá. Bây giờ chúng ta sẽ làm một lần như thật nhá. 1 2 3. Không được đâu, sợ lắm. Em đang kỳ cục quá à. Thôi mọi người làm sao thế này? Tập thì phải tập hẳn hoi mới có hiệu quả được chứ. Tại sao các bạn trẻ là thiếu niềm tin với nhau vậy chứ? Bây giờ xem tôi với Đức Hạnh này. Vâng. Bây giờ tôi nhắm mắt nè, tôi ngã Đức Hạnh sẽ đỡ tôi nè. Đó, nhắm mắt nè, ngã nè. Đó. Đức Hạnh ơi, cậu làm tôi thất vọng quá.